Bạn trong cuộc đời của anh đi biết có chưa bao giờ mà anh quan tâm đến chuyện là má thắng hay thua, không ai thắng hay thua được. Kể cả tụi fan nó nói là do tụi fan nó nghĩ là đứa nào thắng nào thua thôi. Nhưng mà trong đối với anh, cái khái niệm về biết nó có hai chuyện nè. Cái tiêu chí của mày, cái mục đích của mày. Cái tiêu chí của anh là sao? Hồi trước giờ anh muốn làm trường ca, anh muốn làm